Chào mừng người anh em. Chú có thực sự sống chết vì anh không? Em sẵn sàng. Tốt. Nhớ hồi anh em mình vùng lên chiến đấu với Việt Lộn, ta thắng là vì đặt cược tính mạng của mình vào đấy, không để cho một thằng nào xúc phạm đến tự trọng của một thằng sống trên giang hồ. Quên làm sao được hả anh? Giờ chỉ mong quay lại ngày xưa ấy. Giờ gặp toàn giang hồ mõm, ngứa ngáy lắm. Chú sẽ được chiến đấu thực sự. Với ai? Long nhà thổ. Thằng này thèm khát chú đã lâu. Nó không từ cơ hội nào để có thể chiêu mộ chú. Anh biết hết. Nhưng anh hiểu con người của chú, nên anh để chú tự xử thế nào cho phải. Nếu chơi trò thật giả, giật buông như đi câu cá, chú tiếp cận đủ gần nó đấy. Anh tao nhắn, mày không ngoan rồi, phải phập. Long là bạn cũ của tôi, đúng hơn là một cậu em, có thời rất thân thiết. Nghe tin buồn của cậu ấy mà tôi không khỏi bồi hồi. Đời đúng là chẳng ai biết được chữ ngờ các anh ạ. Còn Nguyễn Hữu Đạo, thường gọi là Đạo Đá, cũng là một người cậu em thân thiết khác của anh phải không? Đúng ra là một người làm công, ký hợp đồng lao động với công ty của chúng tôi. Vì cậu ta phụ trách tổ bảo vệ của công ty, mà tình hình an ninh trật tự của khu vực bây giờ rất là bất ổn, cho nên tôi kéo cậu ta về nhà làm việc luôn. Khổ cái là tính sai. Tính tình cậu ta ngang ngược bất trị, cay cú thù hằn cá nhân với lại cậu Long, không ít lần là đến đấy gây rối. Có nhiều lần bị công an phường bắt lên, tôi phải mối mặt đi xin sỏ bảo lãnh. Cảnh chờ tôi một lát. Dạ, đây là quyết định hủy bỏ hợp đồng lao động với Nguyễn Hữu Đạo từ 3 tháng trước vì cậu ta làm ăn vô trách nhiệm, gây rối làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Dĩ nhiên, tôi là người đàng hoàng, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cho nên tôi đền bù cậu ấy 6 tháng lương, thậm chí còn hỗ trợ chi phí để cậu ta tìm việc mới nữa. Làm doanh nghiệp khổ lắm. Đau đầu lắm các anh ạ. Các anh uống nước đi ạ. Quyết định nghỉ việc. Hài thật. Có tính toán cận kề. Về mặt pháp lý khó mà bắt bẻ. Tôi chỉ không hiểu tại sao
Tuấn mò lại ra tay vào thời điểm này. Điện em ở đây đâu rồi? Anh đã không nhìn lầm người. Cảm ơn chú.